phát hiện đối tượng từ ngõ đi ra đường Ngọc Lam. Tất cả bao vây toàn bộ khu vực đường Ngọc Lam. Khóa lấy trắng. Yên tâm đi, bác sĩ nói là chỉ cần nằm đây mấy tuần thôi. Này, mà sao tự nhiên anh lại liều mình cứu Kira như thế? Đừng nói với em là hai người có tình cảm với nhau đấy nhá. Ngay cả tên thật anh còn không biết, mặt thật anh còn chưa nhìn, đúng không? Cảnh nhà mình thì anh không biết, nhưng mà cô gái kia thì là có thể đấy nhá. Thời buổi nào rồi còn có kiểu yêu đương qua mạng như thế. 10 năm trước em còn tin được. Anh không biết, nhưng mà qua phân tích tất cả những gì cô ta làm thì giống như là cô ta có tình cảm với Cảnh nhà mình thật đấy. Thật đó? Ừ. Thế nào anh Cảnh, anh nói đi chứ, phát biểu đi. Đi, chỉ bọn em biết thôi. Đừng hỏi nữa, anh có biết gì đâu. Đã đau rồi cứ hỏi. Ờ, thôi tôi tiêm rồi mà. Khoan đã. Bây giờ anh đang nằm trong tay của tôi. Người giúp cô chạy trốn hôm đó là ai? Anh nói gì cơ? Một loạt thao tác khi cô chạy trốn cần một hệ thống máy móc để vận hành. Cô không thể nào vừa chạy vừa làm được. Đặc biệt là kẻ điều khiển chiếc flycam đưa cô ra ngõ đó. Anh không nghĩ tôi siêu đẳng được như thế á. Anh nên nhớ, tôi chính là Kira. Tôi luôn tin cô là Kira Fake. Kira Fake mà đưa được anh vào chồng thì cũng gọi là có khả năng đúng không? Cứ cho là tôi bị cô đưa vào chồng. Nhưng sau đó thì sao? Cô lại vào chồng của một kẻ khác. Chiếc xe đó nhắm vào cô đấy. Là do anh nghĩ nhiều. Cái đấy là không may thôi. Nhưng cũng vì chuyện đấy mà hôm nay tôi phải cất công đến tận đây. Cảm ơn anh nhé. Tôi là người sòng phẳng, ân oán rõ ràng. Tỉnh táo lại đi. Kẻ đó muốn hâm cô để diệt khẩu. Trên đời này làm gì có chuyện tình cờ như thế. Nghĩ xem, xe đâm người xong rồi lao đi luôn. Xe đâm với vận tốc rất nhanh, không thèm phanh xe lại. Nếu như không có chủ đích, ít ra phải có toán ngập ngừng chứ. Tôi nói như vậy đúng không? Thôi, thuốc sắp hết hiệu lực rồi. Cảm ơn anh nhé. Coi như tôi nợ anh một mạng.
sẽ có lúc tôi trả. Hoa Lê Trắng,